Mai Hương xin thay mặt cho AVA Hội Văn hóa Nghệ thuật xin được kính chào đón toàn thể quý khách, quý bạn hữu cũng như là quý ông bà anh chị em có mặt trong khán trường ngày hôm nay với bộ phim Bóng Quá Khứ. Thì theo cái thủ tục cũ thì Mai Hương cũng xin chấp nhận những cái quyền đất của đây, cho nên Hương xin phép được đọc cái câu là I'd like to acknowledge the traditional owners of the land we hear today, the elders, the past and the present. Và Mai Hương đặc biệt xin được chào đón một số khách quý, khách mời, trước hết là Thúy Đặng, là Deputy Mayor, có nghĩa là Phó Thị trưởng của thành phố Brisbane. Và xin được chào đón anh Kiều Tiến Dũng. Anh Kiều Tiến Dũng là thượng nghị sĩ khu vực Đông Nam. Và xin được chào đón chị Cúc Lâm là nghị viên của thành phố Maribyrnong. Và mình còn một số khách nữa, nhưng mà có lẽ chút nữa thì Mai Hương sẽ đón chào họ sau. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì Mai Hương nghĩ là không thể nào không có sự chào đón đặc biệt của nữ đạo diễn Thanh Tâm từ Canada, cũng như là ca sĩ Khánh Ly, MC Nam Lộc và đoàn phim có mặt trong ngày hôm nay. Cho nên để bắt đầu chương trình, Mai Hương xin được tất cả chúng ta cùng vỗ tay chào đón MC Nam Lộc. Chúng tôi xin cảm ơn của Mai Hương và gửi lời kính chào đến tất cả quý vị, các bạn, các anh chị em, đặc biệt là quý vị dân cử có mặt ở đây ngày hôm nay. Thật là một điều vinh hạnh cho tôi được trở lại gặp quý vị, các anh chị. Có lẽ cũng đã gần 3 năm xa cách. 3 năm qua đúng là một cái thời gian thử thách, biết bao nhiêu là bận đổi sao rời, phải không thưa quý vị? Chúng ta cũng đã qua cơn đại dịch, mất đi rất nhiều những người quen, ai cũng có một chút mất mát ở trong đó. Anh em chúng tôi thì mất đi những người nghệ sĩ mà khán giả đều yêu thích, những giọng hát tên tuổi, những khuôn mặt rất là sinh hoạt, nổi tiếng trong cộng đồng mình. Chúng ta cũng có những người bạn rồi sau cái thời gian đại dịch cũng bỏ cuộc, không còn tham dự sân khấu. Rồi thì cũng biết bao nhiêu những cái chương trình ca nhạc ở khắp mọi nơi cũng đã hoàn toàn có thể nói là biến dạng. Đến ngày hôm nay sau 3 năm, gần 3 năm thì mới trở lại, và đặc biệt là gặp tất cả quý vị đang có mặt ở đây. Chúng ta đã có thể nói là sống sót trong những cơn đại dịch, một trong những cơn đại dịch lớn nhất của lịch sử nhân loại. Thành ra có lẽ là đầu tiên chúng ta hãy chúc mừng nhau. Chúng ta đã gặp nhau ở đây và chúng ta sẽ còn tiếp tục sinh hoạt với nhau. Một tràng pháo tay rất lớn cho quý vị. Chúng tôi cũng biết là một lát nữa đây sẽ một số, hình như là anh Kiều Tiến Dũng, anh có nhắc là anh có một cái chương trình gì vào ngoài, hay là anh còn ngày tham dự cái tuần này cho đến hết chương trình? Chắc xin phép khoảng 2 giờ. Dạ vâng, dạ. Thì thưa quý vị, anh thượng nghị sĩ Kiều Tiến Dũng cũng là một người bạn rất thân của tôi, và hôm nay cũng lại hơn này được gặp chị nghị viên ở ngoài thành phố này. Chúng tôi cũng rất là cảm động quý vị đã đến chia sẻ chương trình với chúng tôi. Chương trình ngày hôm nay sẽ được chia làm 3 phần. Phần đầu là chương trình ca nhạc Thuyền Điện Sứ để hỗ trợ cho phần chiếu phim. Sau đó thì chúng tôi vào phần chiếu phim Bóng Quá Khứ. Sau phần chiếu phim thì chúng tôi sẽ có vào khoảng 30 phút để xin được mời quý vị cùng đóng góp và chia sẻ với cô đạo diễn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Úc Châu với một cái phái đoàn nghệ sĩ hoàn toàn là những người không chuyên nghiệp, nhưng mà lại là những cái chương trình, những người mà tôi muốn được gần gũi, bởi vì họ làm việc bằng cái tâm, bằng tấm lòng nhiệt tình của họ,
may mắn họ đã gặp những quý vị là những người cũng chia sẻ cái tâm và cái tình đối với những người không cần biết, là không phải là những người nổi tiếng trong các chương trình mà chúng ta đã sinh hoạt trước đây. Giảm hình như là không còn đủ chỗ để cho quý vị ngồi xuất đầu. Có lẽ đó là cái món quà lớn lao dành cho anh em chúng tôi. Tụi này cũng vừa từ Âu Châu suốt 6 chương trình đi qua 4 năm quốc gia. Tôi về đến Hoa Kỳ ngày hôm kia, xong ngày hôm qua, xin lỗi, ngày 26, xong thì về nhà hôn vợ một cái ngày 27, tức là ngày 28 lại lên đường sang Úc. Tôi hy vọng là với một người 78 tuổi như tôi mà còn đi được đến với quý vị thì quý vị cũng chia sẻ cho nếu mà có những điều gì vớt vát hay là không được xuôi chảy đối với phái đoàn anh em chúng tôi trong suốt cả 3 tuần lễ ở Âu Châu. Nhưng mà chúng ta sẽ còn 3 tuần lễ nữa tại Úc Châu, và như tôi vừa trình bày, sự có mặt và hiện diện của quý vị là phần thưởng lớn lao dành cho anh em chúng tôi. Và bây giờ thì cho phép chúng tôi được giới thiệu đến quý vị cô Khánh Lan. Cô Khánh Lan từ Canada sang và cô sẽ điều khiển chương trình ca nhạc Thuyền Biển Xứ, và chúng tôi sẽ trở lại để giới thiệu phim sau phần ca nhạc quý vị nhé. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, Khánh Lan xin mạnh phép được kính chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Và Khánh Lan sẽ điều khiển chương trình văn nghệ Thuyền Biển Xứ. Đó là một chương trình văn nghệ chủ đề, và đây là một câu chuyện bằng âm nhạc mà quý tất cả các anh chị em trong đoàn sẽ kể lại cho quý vị nghe bằng những bài hát. Và chắc nữa đây khi mà quý vị xem phim thì quý vị sẽ thấy có một cái sự liên kết nào đó giữa những bài hát và những cái tình tiết ở trong phim. Và một điều Khánh Lan cũng muốn xin thưa với quý vị là cái chủ đích của đạo diễn Thanh Tâm, vì sao cô muốn làm có cái chương trình văn nghệ trước khi chúng ta vào cuốn phim, là vì để dẫn dắt cảm xúc của quý vị khi xem cuốn phim. Thì bây giờ không để làm mất thời giờ của quý vị, Khánh Lan xin mời quý vị cùng bước vào chương trình văn nghệ chủ đề Thuyền Biển Xứ. Sài Gòn, thủ đô của miền Nam tự do, và mỗi khi nhắc đến Hòn Ngọc Biển Đông thì Sài Gòn vẫn là cái tên được gắn liền với Mỹ từ đó. Bất cứ ai, dù chỉ ghé qua một lần thì vẫn luôn nhớ về thành phố tràn đầy sức sống và hoa lệ đó. Cho dù qua bao thăng trầm, dông bể, nhưng Sài Gòn vẫn đẹp, đẹp lắm, và vẫn còn nguyên vẹn nét kiêu sa trong trái tim của những người yêu Sài Gòn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sài Gòn là nơi du khách dập dồn từ Nam Châu tới Thiên Hoàng thủ đô. Dọc sông trên chúng tàu đò sẽ không bán hẹn hò, người dân họ sống nơi tự do. Chỉ còn trong ký ức sau khi Sài Gòn bị cưỡng chiếm vào một ngày cuối tháng 4. Một trang sử đau buồn và tan tóc của quê hương đã bắt đầu bằng cuộc di tản của hàng trăm ngàn người dân miền Nam nói chung, người Sài Gòn nói riêng. Họ đã phải nuốt lệ nghẹn ngào nói lời vĩnh biệt với quê hương trong sầu đau và uất hận. Và một bức tranh đã được vẽ bằng những mảng màu đậm nhạt, bằng những nụ cười lan trên môi hay những giọt lệ ôi sầu đắng về một giai đoạn thảm khốc của dân tộc, bức tranh của một người di tản buồn. Sài Gòn, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, tôi đã hết thời gian tuyệt vời, giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về, rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng hay đang khóc thương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc lõng, qua từng phút sống quên thời gian, kiếm ca hương nếm hương đau nếm chua cay, tôi gọi tên ai mai thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, anh xin giữ trọn mãi lời thề, dù thời gian có là một thoáng.
vườn và anh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ dù thời gian có là một thoáng đam mê phố phường và anh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Thank you.
thuyền mong manh bé nhỏ với nhiều đau thương và gian khổ đã đánh động lương tri nhân loại. Từ những đêm trong dầu vượt biển cho đến bến bờ tự do ngày hôm nay, hàng trăm ngàn người đã vùi thay dưới lòng biển sâu là cái giá phải trả cho hai chữ tự do của những thuyền nhân Việt Nam. Oh,
biết bao thương nhớ cho vừa, gửi về phương ấy mịt mờ quê hương. Chiều nay trên bến muôn phương, có thuyền biển xứ lên đường lại đi. Biển đôi khi êm ả hiền hòa, nhưng cũng có những lúc biển nổi cơn thịnh nộ, vùi chôn bao sinh mạng, chìm đi, nhận chìm đi bao ước vọng tự do của những con người vô tội. Máu và nước mắt của thuyền nhân đã hòa vào lòng đại dương cùng với cuộc thủy táng vĩ đại, đã để lại nhiều ấn tích sâu đậm trong lịch sử nhân loại. Và đã hơn 40 năm qua rồi, nhưng âm vang của những lời kêu cầu từ ngồi nấc nghẹn mang một giai điệu u trầm ai oán như vẫn còn đâu đây khóc thương cho người bạc mệnh. Biển gọi em hay em gọi biển, sóng đang reo sao bỗng khóc gọi hồn. Và phải chăng chính chúng ta, những người tị nạn Việt Nam, đã viết nên một khúc nhạc bi thương bằng tiếng sóng đánh vỡ thuyền, tiếng khóc thét, tiếng người la, tiếng thuyền chìm, người chìm, muốn khóc trong đêm sâu vô vọng.
sớm trên đầu, chiều xuống trên đầu. Con thuyền vỡ, tiếng người la, tiếng khóc thét, tiếng người la. Con thuyền vỡ, nước dâng cao, thuyền chìm, người chìm, thuyền chìm, người chìm. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, họ đã ra đi bằng đường biển, đường bộ, chấp nhận mọi sự gian nguy hung hiểm trên con đường vượt thoát. Và bao nhiêu câu chuyện đau thương đã được ghi lại bằng máu, bằng nước mắt, bằng những ly tán não lòng và những vết sẹo không bao giờ mờ phai trong tâm khảm. Tự do là cái giá mà những thuyền nhân Việt Nam phải trả, và cũng chính vì hai chữ tự do mà ta đành phải mang đời lưu vong. Come on.
đường về nơi đánh hồ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn lại kiếp con người, muốn cuộc đời còn có những nụ cười. Xin đời một nụ cười là một sáng tác của nhạc sĩ Nam Lộc đã kết thúc chương trình văn nghệ Thuyền Biển Xứ. Và nhân đây thì đại diện cho đạo diễn Thanh Tâm cũng như tất cả các anh chị em trong đoàn phim, chúng em cũng xin là cảm ơn anh Nam Lộc đã cho phép chúng em sử dụng nhạc phẩm này trong suốt các chuyến đi lưu diễn tại Bắc Mỹ, Âu Châu vừa rồi và ngày hôm nay là tại Úc Châu. Thì nhân đây Khánh Lan cũng xin chia sẻ với quý vị là anh Nam Lộc tuy là đã về hưu nhưng mà anh mới vừa được Bộ Di trú của Hoa Kỳ đặt cử cho anh vào cái chức vụ là đại sứ quốc tịch. Thưa quý vị, đây là một niềm hãnh diện của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và với cái chức vụ này thì anh Nam Lộc sẽ giúp được cho rất là nhiều đồng bào của mình, cộng đồng của mình ở bên Mỹ cũng như là những đồng bào thuyền nhân còn kẹt lại ở bên Thái Lan có thể là được sớm được di cư hội nhập vào những xứ sở tự do. Xin quý vị dành cho anh Nam Lộc một tràng pháo tay thật là đặc biệt. Và nhân đây thì bây giờ thì em xin mời Nam Lộc cùng bước ra sân khấu để chúng ta bước vào chương trình chiếu phim ngày hôm nay, và anh Nam Lộc sẽ cùng với Khánh Lan giới thiệu cuốn phim Bóng Quá Khứ đến với quý vị. Dạ, xin mời anh. Vâng, một lần nữa cảm ơn quý vị, cảm ơn Khánh Lan đã tiết lộ. Thực sự là từ quý vị, cô nói đúng, năm nay tôi cũng đã thú nhận với quý vị là cũng đã 78 tuổi rồi, là cái tuổi mà ở nhà để mà đuổi gà cho vợ với lại chăm sóc cái vườn rau xó khóm cà, nhưng mà vì vẫn còn có những cái gọi là trăn trở mà mình cần phải giải quyết, đặc biệt là với đồng hương chúng ta đang ở Thái Lan hiện nay 1.700 người vẫn còn vất vưởng, trong đó có rất nhiều người đã ra đi từ hơn 30 năm qua mà chưa đặt chân được bến bờ tự do. Nhân đây thì cũng xin cảm ơn Khánh Lan đã cho phép để tôi xin mượn một chút giờ chiếu phim để xin thông báo đến quý vị là chúng tôi cũng đã đến Úc Châu và đã được các anh chị ở đây giúp gây quỹ rất nhiều để chúng ta cố gắng giúp cho vào khoảng 50 người tị nạn đầu tiên ở Thái Lan được đến định cư ở Canada, bởi vì hiện nay không có một quốc gia nào ở trên thế giới nhận người tị nạn Việt Nam và không có một tổ chức nào đứng ra để bảo trợ đồng bào. May mắn là có tổ chức Voice và Voice Canada nhờ sự tiếp tay của các anh chị tình nguyện ở bên Úc và đồng bào bên Úc cũng đã đóng góp. Tại sao mà chỉ có 50 người trong số 1.700 người? Bởi vì thưa quý vị, mỗi một đầu người mà được bảo trợ sang Canada qua chương trình Private Sponsorship đó, tức là chương trình bảo trợ tư nhân, thì phải đóng ký quỹ $10,000 một người. Với 50 người chúng ta cần $500,000. Đó là chúng tôi, đó là lý do chúng tôi đi gây quỹ cũng được khoảng gần 500 ngàn, chưa được đầy đủ. Thì sau đó có một số những người, về sau mới biết họ là những người thân cận. Họ đã vu cáo và đưa lên những cái tin tức hoàn toàn
sai lạc, nào là tổ chức voi đưa người bất hợp lệ vào Canada, nào là tổ chức voi nhận tiền hối lộ thế này thế kia. Nhưng mà sau hơn một năm trời, chính phủ Canada điều tra, họ đã nhìn thấy tất cả đó là sự bịa đặt. Họ còn viết thư để mời những cái người lên tiếng vu cáo như vậy để gặp sở di trú hoặc Canada thì họ không ai xuất hiện cả. Cũng may là họ đã điều tra xong. Nhưng mà sau đó thì lại đến 2 năm Covid. Tức là suốt cả 3 năm cái tiến trình định cư đồng bào chúng ta bị bế tắc. Nhưng mà thưa quý vị, trong lúc chúng quý vị đang ngồi đây thì số 40 trong số 50 người thì nào đã vừa đặt chân đến Canada ngày hôm qua và sẽ đến tận cửa tới. Tất cả đó là do cái tấm lòng yêu thương của chính quý vị, và đó chính là cái câu hỏi, câu trả lời rõ ràng nhất cho những người vu cáo rằng tình thương và sự thật không thể nào che giấu được dưới ánh mặt trời này. Cho nên thay mặt các đồng bào Việt Nam, chúng tôi cảm ơn quý vị. Trong số những người đến định cư kỳ này thì có các gia đình tù nhân lương tâm, đặc biệt là các thanh niên công giáo. 10 thanh niên công giáo đã ở tù từ 5 cho đến 10 năm. Có chị Hồ Thị Bích Hương cũng đã từ đánh đập đến bị thương và cũng ở bên đó đến cả chục năm nay rồi. Và đặc biệt là có hai thuyền nhân mà tôi biết là anh Lâm Út và anh Nguyễn Phú Lộc, là hai người ở trại CQ và sau đó trốn ra vất vưởng ở bên Thái Lan 35 năm. Bây giờ mới nhìn thấy ánh sáng tự do. Và đó chính là cái tình thương mà quý vị đã đóng góp, đặc biệt là bên Úc Châu này đấy. Có một câu chuyện quý vị còn nhớ là những vào khoảng 60 thuyền nhân Việt Nam đến Úc Châu, nhưng mà sau đó chính phủ Úc vì cái chính sách không nhận thuyền nhân cho nên họ trục xuất về Việt Nam, nhưng với điều kiện là chính phủ Việt Nam không được bỏ tù những người này. Nhưng mà vừa về đến Việt Nam thì họ đã bắt những người đó và bỏ tù, rồi những người đó sau khi ở tù ra lại tổ chức vươn biển lần thứ hai, nhưng lần này định đến Úc thì chỉ đến được đến Indonesia thì bị bắt. Nhưng mà chính phủ và đồng bào bên Úc can thiệp, Úc cũng không nhận. Nhưng sau cùng thì họ đã đến Canada cách đây hơn một tuần. Tất cả toàn bộ 20 mấy người, cả 3 gia đình đó. Cảm ơn quý vị. Và cái tiền bạc mà bảo trợ có một phần là do các anh chị ở đây gửi về. Cho nên một lần nữa xin phép cảm ơn quý vị đã cho phép tôi chia sẻ tin vui. Và nhắc đến tin vui thì chúng tôi có hai vị dân cử chúng ta ở đây, và thượng nghị sĩ Kiều Tiến Dũng, và một lát ở đây chúng tôi sẽ mời bà nghị viên trong phần 2 chương trình, nhưng mà vì anh Kiều Tiến Dũng có công việc phải đi sớm cho nên chúng tôi xin phép mời anh phát biểu đôi lời, và cũng biết là anh cũng có một cái món quà dành cho cô đạo diễn Thanh Tâm. Nếu mà cô Thanh Tâm có mặt ở đây thì xin mời cô bước xuống một chút được không ạ, vì Thanh Tâm đang chuẩn bị để chiếu phim. Vâng ạ, mời anh Dũng. Cảm ơn anh Ngon Lộc. Cảm ơn tất cả quý vị. Lần đầu tiên là xin chào mừng anh Nam Lộc, cô đạo diễn Thanh Tâm và phái đoàn đã tới Úc Châu này, đặc biệt cho cuốn phim này. Và cũng cảm ơn cô Thanh Tâm và cũng cảm ơn ban tổ chức đã có một cái tổ chức rất là chú đáo cho hai ngày chiến phim. Cũng như quý vị là tôi rất là lòng cảm xúc về những bài hát vừa qua, nhắc lại cho cái thời 30 tháng 4 75 tôi còn là một đứa trẻ ngay tại Sài Gòn, rồi đi vượt biên và những cái giá mà chúng ta phải trả. Cái tự do không phải là tự nhiên mà có được, chúng ta phải đánh đổi cả mạng sống và đánh đổi cả tất cả mọi thứ. Thì đây là một điều mà chúng ta cần phải nhớ mãi. Một dân tộc mà không nhớ đến, không biết đến lịch sử của mình thì dân tộc đó sẽ không tồn tại được. Và cái lịch sử rất là quan trọng, nó đo cho chúng ta biết là chúng ta từ đâu mà đến và chúng ta sẽ phải làm gì trong tương lai. Nhất là cái lịch sử Việt Nam hiện tại đang bị bôi nhọ, đang bị viết lại, đang bị bóp méo bởi những cái kẻ gọi là kẻ thắng cuộc. Thì cái công việc mà của đạo diễn Thanh Tâm và đồng thời của các anh chị em là công việc rất là quan trọng để nói lên cái sự thật của lịch sử, nhất là lịch sử của những người Việt tị nạn đã bỏ tất cả để mà cố tìm được cái tự do. Nhưng mà cái lịch sử của Việt Nam phải được duy trì, thì đó là một công việc rất là có ý nghĩa. Và xin cảm ơn cô đạo diễn Thanh Tâm cũng như anh Nam Lộc và những cái việc anh làm để giúp cho người tị nạn. Thật ra thì lúc đầu thì tôi có điện thoại với Nam Lộc sáng nay thì không nghĩ là có thể tới đây ngày hôm nay được. Thành ra tôi có một cái món quà và một cái để mà nói lên cái sự biết ơn và đồng thời cái để mà kỷ niệm cái chuyến cô Thanh Tâm và phái đoàn anh Nam Lộc tới Úc Châu này.
nhưng mà tôi không có mang theo đây, thì hy vọng là tối nay tối nay thì sẽ có đó, đó chỉ là một cái tấm certificate tự lệ chứng hoặc là recognition. Thì tối nay thì tôi sẽ xin là có dịp sẽ trao lại cho đạo diễn Thanh Tâm. Và với vài lời đó thì xin một lần nữa cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn quý anh chị đã không ngại đường xa, bỏ rất là nhiều công sức đi khắp Âu Châu và bây giờ tới Âu Châu. Và xin kính chúc quý vị một buổi xem phim thật là đầy ý nghĩa. Và tôi cũng xin phép trước với ban tổ chức là tôi sẽ không ở được lâu. Xin lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn anh Tổng Vinh Dung, cảm ơn Thành Tâm. Và xin hẹn để gặp lại anh vào buổi tối nay. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin phép quý vị để bước vào phần chiếu phim. Và tôi chỉ xin tiếp theo lời của anh Tiểu Tiến Dũng là cái lịch sử của chúng ta đang bị người ta thay đổi. Và đó là cái điều quan trọng, là chúng ta để giữ lại những cái chi tiết và những sự thật của lịch sử Việt Nam. Vì thế cho nên đối với tôi, bóng quá khứ là một điều rất quan trọng. Bởi vì quá khứ dù có buồn thảm đến đâu và dù có hận thù thế nào thì nó vẫn là lịch sử. Mà lịch sử thì phải trung thực và phải đứng đắn. Lịch sử thì cần phải lưu giữ và lại càng phải lưu truyền cho con cháu chúng ta. Vì thế cho nên bất cứ người nào thay đổi, bẻ cong lịch sử hay làm sai lạc lịch sử, người đó sẽ có tội với giống nòi và quê hương Tổ quốc. Kính thưa quý vị, cuốn phim tựa đề Bóng Quá Khứ kể về niềm đau chiến tranh, kể về cái chết của một người nhập cư Việt Nam và mở ra một cái vết thương đã ẩn giấu từ lâu. Ai cũng muốn có một cái vi vật của ông ấy, từ người mẹ, người vợ quá cho đến người yêu cũ. Kịch bản phim kể lại câu chuyện của người tị nạn lòng trong bối cảnh lịch sử Việt Nam cận đại qua những hình ảnh, và cũng kể về thân phận của những người phụ nữ Việt Nam ngay cả trong và sau chiến tranh. Họ là những người đã chịu rất nhiều mất mát và đau thương, và đã đến lúc chúng ta nên biết về những mảnh đời của họ. Thưa quý vị, cuốn phim Bóng Quá Khứ của nữ đạo diễn Thanh Tâm đã nhận được rất là nhiều các giải thưởng ở những liên hoan phim quốc tế khắp nơi. Nhưng vì thời giờ có hạn cho nên chúng tôi chút nữa đây thì ở trên màn ảnh sẽ có những cái giải thưởng đó. Chúng tôi xin phép là không có nói ở đây, tại vì thời giờ cũng chúng ta cũng tấp hết. Cho nên là chắc là xin mời quý vị cùng bước vào cuốn phim. Dạ, chị xin phép một điều rất là quan trọng. Xin quý vị đừng có livestream và đừng có thu hình. Vì đây là những cái điều rất là tối kỵ trong một cuốn phim. Chúng tôi một lần nữa tha thiết xin quý vị đừng làm chuyện này. Hãy tôn trọng bản quyền của cô Thanh Tâm. Và chúng ta cũng xin vui lòng nếu có thể được tắt cái phone quý vị đi, để cho giữ im lặng, hoặc là quý vị để cái vibration quý vị nhé. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và sau khi cuốn phim chấm dứt thì xin mời quý vị hãy nán lại với chúng tôi để xem 3 phút behind the scene, để thấy những cái quá trình làm cuốn phim như thế nào. Và sẽ có cái phần Q&A, anh Nam Lộc sẽ phụ trách vấn đề cái chương trình Q&A, có nghĩa là những câu hỏi, những thắc mắc mà quý vị có trong khi quý vị xem phim. Thì xin mời quý vị hãy nán lại với anh em chúng tôi cho đến tận giờ chót quý vị nhé. Và chỉ xin quý vị 60 phút mà thôi, cuốn phim này đúng là 1 tiếng đồng hồ quý vị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Mời quý vị xem.